người ta bán đồ lâu muốn chết luôn. Cho ai mượn hả? Cái tiền mượn muối gì đi vô đây dữ hả? Biết chúng mày vắng không? Ủa em nói không cho chân đi mà đánh cỡ đi mà trời. Thì ra là con nhỏ mà tao phát hiện á, khách sạn là con nhỏ này. Bớt chị bạn ơi. Ủa bớt tôi nhà mà bạn. Bớt vàng với nhà với tôi mà. Ủa Giảng nói rõ ràng luôn. Bữa đi khách sạn tao nhớ là con nhỏ này nè. Tóc nó cục cục mà tao đâu. Ủa rồi bữa ai ngồi với em ơi? Không. Cái bữa nhỏ này là nó đi trước. Bữa này nó ai tóc dài. Ủa nó đi trước xong cái nó về trước với mày đó mà con chăn nó mới về sao? Đúng không? Đi ra đây đứng coi làm gì mà đừng ngồi kế người ta chứ trời. Ủa chứ mày ngồi cái ai vậy? Mày ra đây mày đứng không được cái gì mà mày ngồi kế người ta vậy? Ủa xưng ai mà mày vậy? Có quyền mày. Đặt cày hoa cày ơ gì mất ỉa chết mất. Cẩm ơi lấy xe cẩm đi luôn cẩm. Xe của chị tiền mà. Ủa xe của con cẩm rồi đây nó xe của chị tiền. Thôi, không có giờ vấn đề quan trọng nè, tại sao mình lại dắt ngang ngồi đây? Ừ. Đổ xe nè. Cái nào đi không trả số. Quê mồ quá. Quê rồi dẫn ra chỗ gần gú rồi trả lời rồi có bị điếc không vậy hả hoài? Ở trong đây cũng vắng hay chắc cũng tiện á, chắc khách sạn người ta đầy chỗ rồi, đâu có chỗ đi đâu. Không có tiền đi mày ơi. Không ai như tụi bay hết. Tao dơ chắc mày sạch à. Thì chắc không có trong bụi lầm rồi. Nó qua tao nghĩ ra sống dơ giấy mà nói nha, tao này kia trời ơi. Tưởng mình tốt lành quá. Ủa em, ủa chị ngồi đây nãy giờ em. Mày làm gì đứng ngồi kế bộ em, không hỏi bộ em. Một con trà xanh trong nhà mình mà mấy đâu ra mới phát hiện. Quen cái trời vậy hết rồi. Mất như hai mấy nó hoài vậy. Sưng nè. Ôi làm gì quýnh chị tôi vậy? Làm đi làm cái gì vậy? Ủa thì tôi đi nhậu. Ủa em đi nhậu chứ đi mua đồ chi tiền mà. Ủa đi mua đồ cho chỗ vắng gì đó hả? Bây giờ em đi nhậu luôn. Ủa mà sao nãy giờ không kêu em đi với chị, mà chị kêu kêu ngăn em là bồ chị mà. Ủa chứ để cái đấy cái ngăn. Em đi chơi đi nhậu ai ngủ em? Ủa hả lúc nãy em đi ở nhà nó không ngủ đi. Chị tiền không bao giờ mà kêu đi với kêu ngăn cho hết chị. Nhưng tiền. Mà hôm qua Giảng kêu rồi. Chị tiền biết hai bên quen nhau. Không có nào mà kêu ngăn đi được chăng? Đúng rồi. Nó sợ mới suy nghĩ. Cái gì? Mày chạy ra qua nhậu chưa đủ hả? Ủa chứ mày người yêu mày có quan tâm nó không? Mày có quan tâm cảm xúc của nó không? Có nhà chở trà xanh đi vậy đó quan tâm. Tháo xuống hay là hôn? Ủa hôn hồi nào vậy? Tao thấy là hôn rõ ràng. Má tôi chịu thấy chứ không phải là bị đuôi. Ôi trời 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 trời. Mày làm cái thôi nó cho trời. Ủa sao mày dám đụng không? Mày dám đụng cái đầu tao. Trà xanh mà mày quýnh nó. Mày lại đây mày đụng vô cái đầu tao cái nữa anh. Ủa mày mắc gì chị gì nó mà chị xô em vậy hả? Ủa cho em hổn đánh nó lớn hơn em đó. Đầu cỏ tao chơi không? Thích chơi trên đầu. Vậy mày xứng đáng nhận được gì? Đánh đầu mày đừng nói gì. Cái gì chữ nó là cái gì của chị, nó là cái gì của chị mà trong khi đó là chị coi em. Tại em đánh nó, mày em đánh nó chị nó lớn hơn em mà tại em hổn. Rồi mắc gì em làm đẩy chị nó trên đầu chị rồi em thấy nó trên đầu chị cái là em đánh chị luôn. Ủa em là sao em? Ủa rồi mày gì nói mày đánh con kim vàng. Mà công bằng ở đâu em, công bằng ở đâu? Mà trong khi nói đó là bộ em cũng biết ghen chứ bộ chị không phải là không ghen đâu. Nó chơi đầu chị đánh nó rồi mắc gì em đánh chị, em nói đây, em nói chuyện với chị đi. Tại sao em đánh chị? Ai biểu mày đánh tao? Mày chơi trên đầu tao. Tao chơi gì? Nó thấy chị đánh lên đầu chị bộ. Vậy đây tao lấy làm lại mày nha, quầy nha. Thôi kìa. Còn mày người yêu với cái quầy vậy đó. Người yêu gì đâu mà không bảo vệ nha. Tao không đụng nó đụng à. Chứ nó hổ mày thấy hả? Mà trong khi đó nó là người yêu mày, sao mày không minh nó? Chứ không có làm đi về với hai cái này đi. Ủa em nghe nói làm gì vậy? Vừa nghe người vô à. Đánh chị nữa. Ủa rồi mất gì bộ em mà chị. Chị ngồi đây luôn vậy? Em. Chị không ôm hung luôn em. Ừ, nó ở đây sao mày ôm hung giải thích cho em không nghe rồi em nói không giải thích cho em nghe chị ngồi đây em làm gì vậy em nghe ngược vừa thôi chị chỉ ngăn có đâu mà em đánh hoài vậy. Ừ đó vậy em nghe ngược gì á chứ chị có hiểu đâu, em thương chị em yêu chị gõ nào chứ đâu có hiểu đâu đúng không, có tới ngại đi bên người ta không à. Ủa chứ em đúng hả?
dù người yêu mình đúng hay sai cũng mình chứ trời, sao lại bên người ngoài? Ủa mày sai bên sao vậy? Những số tiền nó dành cho người khác rồi. Mày chỉ là một cái thứ nhỏ nho nào đó trong cuộc sống. Em làm gì em xô ngăn chứ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Nó đang bị bệnh nghe mày xô đó gì mày? Ủa ngăn cũng bệnh mà. Ủa mà trong khi nó bồ mày. Con ngăn, con ngăn chỉ là bạn với mày thôi. Mà trong khi nó bồ mày sao mày không quan tâm nó? Ủa em bồ chị làm gì chị xô em vậy? Ủa cho em đánh ngăn, ngăn có sai đâu đánh nó vậy em nghe. Rồi đánh nó xuất miếng thịt nào không, mày làm nó chảy máu nè. Lại đây mày coi coi xuất miếng thịt nào, mày bước lại đây mày dẫn con mắt mày lại coi. Tao lại đó cho mày quýnh tao vậy, tao đâu có ngu. Mày ngu á. Không có gì đừng có nói. Cảm ơn mày cũng em đi con trà xanh. Mày cũng trà xanh á. Vậy có sao em vậy là trà xanh mới đúng chứ. Đúng rồi. Tại sao em? Tại lý do gì tại chị? Lúc nãy em từ ở đẳng em chạy ra đây em thấy con trăn nó hôn chị không phải trà xanh đi chứ. Ủa? Do không có bồ em vậy đi. Nó cũng nói em rồi, sao em nói là hôn hoài vậy? Hôn chỗ nào vậy? Mày đi ra coi đi nhào nhào đi hoài vậy. Mày đi ra coi đang nói chuyện với ngăn làm gì sao sao được tôi mày chị chạy. Thì đứng khoảng cách đi. Đi ra chạy. Ủa mày để cho nó lo kim ngăn anh đây nói chuyện thôi. Ủa đứng gì nói chuyện được. Hay là có tình cảm với người ta không cho tao được gặn như vậy. Rõ là chị sai sao? Bình thái quá hả má ơi. Chị xô em hai đồ quá chị má nó chứ không quan tâm em à. Ủa mày em xô ngăn chị em, mày em ngăn ngột chi vậy? Ủa ngăn là người ngoài em là bộ chị mà. Vì mày không xứng đáng mày hiểu chưa? Mày đi khùng hả bà nội. Mày có bộ hay sao vậy? Trời. Em đừng để chị đánh lại nha. Hiền hả? Ủa mà chị có quyền gì quýnh chị giật bồ em mà chị nói là thấy hình cam nó chạy. Mày ngó luôn, việc con ta là người thứ ba cho cuộc tình này. Mày hai em được chưa? Mày làm gì em nghe ngược chứ vậy? Lấy nó không có, sao có hoài vậy? Trời ơi, em không còn sự ưu tiên nào cả, kiên vàng à. Em là cái gì? Ủa vậy là nãy giờ là chị gì nói mà chị đánh em biết bao nhiêu cái, chị biết không? Mày cho em đánh hơi sai vậy. Ủa mà trong khi đó nếu như mà bồ chị làm như vậy là nếu như mà em ví dụ như nếu như mà bồ chị đi ôm mắt hôn người ta rồi chị cảm giác thôi là nào? Em cũng ôm hôn người khác đó, chẳng có nói gì em cũng ôm hôn chị đó, cảm giác nó đa trong lòng nó chứ không phải là bình thường như là bạn bè hôn nhau đâu. Đúng rồi. Ủa vậy em ra sao em làm với chị chứ mặt chị có nói em không lúc đó là giỡn mày biết giỡn không mà trong khi đó là em với nó đang có xích mích với nhau, nó chưa giải thích với em mà chị quay qua chị ôm hôn. Vậy thôi em có nghe đâu. Không nghe thì em thôi chứ xích mích gì đâu. Em cứ sắp hả họng ra nói rồi nghe tụi này nói không? Chị không có tiếng nói trong đầu của em. Mày nói vậy. Mày nói vậy, mày có giải thích được gì đâu nói. Chị muốn góp bồ em, chị có quyền gì chị nói. Đó là em nói ha, nãy giờ chị chưa hả họng ra, chị muốn góp bồ của em. Mày chỉ muốn giật con rồi. Chị muốn ăn tươi đúng sống bộ em rồi. Năm lần mấy lượt chị hết cho em nghe, em có nghe không hay là em nghe hai lần? Chị có giải thích cho em một lần nào không? Chị nó cứ nói là không có. Chị cứ nói là không có. Chị đẩy người này chị xô người kia không à. Chị đẩy ai xô ai? Một câu hỏi thăm còn không có. Mẹ nó lơn lẹo chơi. Nó mới có xô mày. Ủa rồi hôm qua em xỉu ai ai là người lo cho em vậy? Chắc con cẩm em. Cẩm nên em vô xong rồi cho em ăn cháo. Xong rồi lâu rồi thay đồ cho em á. Đắp mền cho em ngủ á. Tao có mà. Lúc nào cũng về người ngoài, chị không thấy cái gì, lúc nào nó cũng về người ngoài, nó la em, nó chửi em, nó đánh em hết trơn á, chị có thấy không? Ủa chị em có đúng không? Em có chịu nghe nó nói đâu. Nhưng mà em là người yêu chị, không đúng, không đúng hay sai chị cũng bên em chứ, chẳng lẽ không bên. Sai bên sao được? Câu đó học theo tao mày. Ủa mấy cái đó chị nói là tốt cho em hết mà, biết không chịu nghe làm chi vậy? Lúc nào sự ưu tiên cũng dành cho người khác hết trơn á. Tao không thấy tốt gì hết trơn. Nó thấy chưa yêu là chị chi? Tốt cho em không là em tự biết chứ. Ủa cái gì chị cũng muốn tốt cho em hết trơn á, sao hồi nãy lúc chị đi nó chứ không rủ em đi mà chị vô quay qua chị rủ Kim Ngân hồi nãy vậy. Cái khúc mà đặng em chạy lại là em thấy chị hút nó rồi. Ủa sao nói bà em nghe trời, nó là chị tiền kêu chị Kim Ngân đi mà. Ủa mà sao chị không ra nói gì chị tiền là em đi con về đi được không? Ủa chị tiền kêu sao nghe vậy chứ, nó một là một đi. Trong khi đó mày bị bệnh mà má không mua thuốc cho mày uống. Đi mua đồ ngoài đường không chịu đi mua đồ đâu, đi vô đường hẻo lánh này đi rồi đi trong đây làm cái gì, hồi nãy còn ngồi hung hết lấy lá cây treo lên đầu đồ các kiểu tình tứ mà. Thôi mẹ ơi mày đừng nói nữa, mày kêu nó giải thích chứ mày lẹ đi cùng đi nhậu nhẹt gì đi nè.
Nhớ đi mua đồ, đợi lâu quá, chị mới vô đây ngồi. Ủa mà mắc gì ngoài đường thiếu gì cho mát, thiếu gì quán nước mà chị không chịu ngồi, mà chị ra đây chị ngồi. Ủa, ngồi hơi mát không? Sao ngồi? Ngồi ngồi, rồi người ta thấy sao mày? Em mới suy nghĩ gì nữa. Ủa, vô đây định làm cái gì mà không chị dám ngồi ngoài đi vô đây. Ủa, nắng quá làm gì? Mày nói okay, làm cái mát gì? Ha? Ừ thì mát. Mát không ai ngồi đi. Ngủ mà. Rồi bây giờ chị tiền đưa đủ con gì? Em này được chưa? Ủa rồi cuộc đời của ủa em đang nói chuyện với bồ em, chị có cái chó gì trong đây mà chị nói chuyện? Vậy hả, này là cái chó gì em xí vô đó em. Chị không nó nhờ tao, không nhờ mấy người tao á, nó đâu có biết mộ và thạc của hai bay. Đúng không? Ừ. Ờ, tụi bay đúng chị nói đúng không? Chị em tao. Chị em gì? Hả? Em gì em đặng ý tình đó hả? Ủa em chị Tú, em chị Tú như là chị thôi, em thôi. Thôi gọi vợ em được chưa? Chuyện của tôi, chuyện của tôi với người yêu tôi. Không em. Câm mẹ đi. Không luôn. Không em. Thôi nó câm nãy giờ sao nó sổ mày vậy? Em cũng sổ đó em. Ủa tôi đang nói chuyện với người yêu tôi. Kệ em. Ôi thì kệ tao, mắc chó gì mày nói. Em kệ chó gì em đặng đi. Để chị đi về em. Ủa mắc gì vậy? Ừ. Tại sao mà còn lên tiếng nói chuyện nữa? Có mấy người tao mới chịu đi về, không có mấy người tao ở đây tới chiều luôn. Nó tới luôn. Ừ. Tới khuya luôn. Đi khách sạn ngủ luôn. Mày mà chưa vậy? Thì nó không có, em đi về đây. Ủa mà mất gì đứa như vậy? Vậy chứ không phải ngoài đây hả? Ủa mà nó la em bệnh mà, dắt em về đi. Ủa mà sao em bệnh là chứ không lo cho em luôn. Ủa em về nhà chị đi mua đồ rồi chị về. Ủa đi về làm gì? Ủa mua đồ về, về. Ủa rồi về thôi chứ không có quan tâm hay mua thuốc gì cho. Ủa sao biết thì về đi biết. Bé về. Ủa không về đến đây. Ủa mà về rồi mày định đi khách sạn chứ không ăn hay sao? Nó đi mua đồ. Sao nói ngoài không hiểu gì trời? Ừ tao không hiểu tao mới đứng đây. Không thích hiểu. Không hiểu tao mới biết mới là trà xanh. Tao xin ra mày tao với ai vậy? Xin mày á. Rồi xin mày nói chuyện mình đi. Ở nhà hai đứa đó còn tắm chung không? Trời ơi mày gấp. Eo ơi kinh tởm. Mày tắm chung hả? Gì mày biết hay vậy? Ủa chứ tao thấy mày nó vô nhà tắm chung kìa. Mắt chó nào thấy hay vậy? Chứ ở đó nguyên căn nhà 4 năm đứa ở thì mày đi vô đi ra là một chuyện bình thường. Mắt gì mà hung bộ tao. Ủa em. Để chị đi về đi. Ủa con mắt gì chứ hung bồ em. Ủa đứng lại giải thích con mắc gì chứ hung bồ em mà chị đi gì vậy? Tính là chuyện với em. Chứ còn gì đứa đâu mà giải thích. Nói chuyện mày tao, chuyện mình đó. Em mắc chạy quá đáng lắm rồi. Em về em nói chuyện mấy này em mắc chạy. Không có về chứ chân á. Không có về gì. Em mày tao thì đó. Được. Em nói chuyện em nói chuyện đàng hoàng với chị mà. Nói chuyện đàng hoàng với chị ghét chị con cũng ngớp bồ em luôn á. Chuyện nó rõ ràng kìa. Thì em nghĩ sao vậy? Mày nói chuyện nó rõ ràng đi. Ủa đứng đang nói chuyện mà đi đâu trời? Mắt chị đi lại đây chị đi về với em. Không. Ủa mắt chị đi theo nó đó. Em là bồ chị. Ủa sao chị không về với em vậy? Chị đi mua đồ với Ngân nha. Trời đi về với em đi coi. Để cho người ta thỏa mãn nhu cầu đi. Dục vọng tới nái rồi. Ủa mà mày định ngủ nơi đâu vậy? Đi ra em thôi. Chị chưa nói chuyện gì luôn á. Chị ngủ của em. Ủa trời, như là tôi là người thứ ba trong cuộc tình này vậy trời. Chị nào chị hả họng ra chị nói cái bồ em đi. Ba cái bồ mà nó có bồ không? Trời ơi, nói chuyện quá mày ơi. Chị ra coi. Nãy giờ nói chuyện không hiểu thôi chứ. Trời luôn rồi. Thôi đi. Tao dẫn mày đi nhậu. Hết buồn. Đây. Nó là cái há gì rồi, giống gì rồi chứ không phải giống người nữa. Anh em chúng ta đi thôi. Đi. Lên đi nhậu quên siêu đời mày ơi. Mẹ đi, lên xe lẹ mày. Giờ mày dạy mày nói chuyện với nó đi. Tao quá mệt mỏi rồi. Mày thấy nó không? Mày thấy nha con trà xanh không? Thấy nó nói chuyện không?